Vâng, xin chào các anh chị. Sau đây tôi làm cái video này để giải thích cái tính pháp lý và những cái giấy tờ cũng như là những cái câu hỏi mà thắc mắc băn khoăn của các nhà đầu tư dự án Skyway. Thì trước tiên tôi vào cái tài khoản tôi. Đấy. Đó, Skyway Capital. Thì trước khi anh chị đăng nhập này, cái tên miền cái domain của Skyway nó chỉ có www.skyway.capital đó, và không có cái tên miền nào giống thứ hai nào giống những cái tên miền nào giống thì là đều là giả giả mạo hết. Tôi đăng nhập vào back office. Thì trước khi đăng nhập cái back office thì đây chúng tôi đã cái đội nhóm mà phát triển cái dự án Skyway Việt Nam thì đã làm ra một cái trang đây gọi là chỉ là cái trang tổng hợp tin tức để giới thiệu cái dự án và cũng như là cho anh em nó dễ chia sẻ, mọi người dễ hiểu. Tất cả những cái này chỉ là đường link và những cái giấy tờ thực tế mà đã được update lên trên này. Và mạng hơi chậm nên đăng nhập là hơi lâu. Còn đây là cái giới thiệu cái dự án Skyway. Có Skyway là một cái dự án về giải pháp giao thông thông minh đã được nhà khoa học Antonio Ulisky nghiên cứu 40 năm. Và được huy động rất là nhiều cái quỹ từ quỹ các quốc gia, quỹ từ các tổ chức doanh nghiệp lớn và quỹ từ cộng đồng. Đó, và từ cái giai đoạn 1977 đến 2014 là quỹ từ các quốc gia và tổ chức doanh nghiệp lớn và quỹ của Liên Hợp Quốc có giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm. Thì tất cả những cái giấy những cái hình ảnh và tư liệu thì của ngài Zuliki này đã lưu lại hết, và các cô bác anh chị là vào cái trang zuliki.com và tìm hiểu. Đó. Ở đây tôi đăng nhập vào cái tài khoản tôi. Và tiến hành thương mại. Thương mại là gì? Thương mại có nghĩa là huy động vốn từ cộng đồng, bắt đầu từ năm 2014 IPO đấy. Đó. Và tiến hành bắt đầu thương mại. Và đó là 2018 đến 2019 là cái giai đoạn là thương mại và chia lợi nhuận. Thì chúng ta đang ở cái giai đoạn 2018, có nghĩa là cái giai đoạn là tiến hành thương mại từ 2014. Và nó nói ở đây là có cơ sở giấy phép chứ không phải là chúng ta nói nhau bằng miệng đưa lên đây là xong. Và có cơ sở giấy phép rồi đó, tôi sâu hết. Thế là 2018, 2019 bắt đầu là thương mại và chia lợi nhuận. Vậy thì chúng ta ở đang cái giai đoạn 2018 nên tại sao cái cổ phiếu nó phát hành ra càng ngày càng về sau thì lại càng đắt? Bởi vì mọi thứ càng rõ ràng rồi, nó phải tiệm cận cái giá trị thương mại của nó. Đó, là $1. Đấy. Và này, đây nói này, 5 năm hoàn thiện còn lại dự án sẽ có phát hành cổ phiếu cho công chúng là từ 2014, 2018 này, 2019 này, để gây quỹ xây dựng khu tích hợp dự án nhà máy sản xuất với quy mô lớn và đẩy nhanh tiến độ thương mại ra thị trường, chia lợi nhuận trong năm 2018 IPO 2019 từ 1 đến $5. Có nghĩa là cái cổ phiếu khi lên sàn này nó đã được định giá là gì? Lần thấp nhất là $1. Và cái điều này đã được các cái ủy ban chứng khoán, ủy ban tài chính và của Anh và cái tổ chức chứng khoán quốc tế là ICIN này, cấp mã VGG 32229-1094 do tổ chức chứng khoán quốc tế cấp. Vậy thì cái VG, cái ICIN là gì? Ctrl C vào đây, ta đánh cái ICIN là gì? ICIN là gì? Đó. Thì đây, họ định nghĩa đây. ICIN là hệ thống mã định danh chứng khoán quốc tế được cấp cho mỗi loại chứng khoán của từng nước theo các chuẩn của quốc tế, tiêu chuẩn ISO 6166. ICIN có thể cấp cho cổ phiếu, trái phiếu, phiếu phi thương nghiệp hay giấy chứng nhận, đó là một mã số gồm 12 ký tự số và chữ. Đó. Ví dụ đây là cái ICE. Và ở Việt Nam thì cũng có những cái mã ICIN được cấp. Đó đây. Triển khai cấp mã chứng khoán quốc tế tại Việt Nam
Ủy ban chứng khoán quốc tế ra quyết định phê duyệt phương án triển khai cấp mã chứng khoán quốc tế và giao trung tâm lưu ký là đối đầu mối triển khai của dự án đó. Đây, theo tiêu chuẩn ISO 6166 mã danh chứng khoán quốc tế đây, cấp cho mỗi loại đây. Chứng khoán từng nước theo chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn ISO. Đó. Vậy thì cái mã này là 12 số gồm ký tự chữ và số, vậy thì tao kiểm tra xem là cái mã VGG322291094 nó có phải là mã ISIN nó tồn tại không. Thì ta đánh vào đây. Ta lại search Ctrl V. Đó. Thì đó đây, thì cái trang chủ của đây là trang chủ của Skyway. SWSystem.com. Thì cái mã này là trang cái Skyway đưa đưa lên đưa thông báo thông cáo lên là đã được cấp cái mã này. Dịch rồi, dịch rồi, tiếng Anh thì trình độ nó cũng ABC nhưng mà cái là giờ có Google dịch rất là tiện đấy. Điểm quan trọng, ISIN là công ty trách nhiệm hệ thống Skyway Ocean Drive VGG 32229 1094 có thể được xác định nhận trong cơ cơ dữ liệu của ISIN độc lập. Cơ sở của dữ liệu ISIN độc lập có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái mã này được lưu giữ lại tại cái cơ sở của ISIN chứ không phải là ông Skyway ông cứ đưa lên đây ông bảo là của ông là xong. Đó, vậy thì vì nó được khuyên hướng dẫn trong bằng video, vậy là người ta đã quay lại cái video là gì? Người ta đã quay lại cái video là khi người ta vào cái ISIN truy cập vào ISIN OGR ấy, người ta xem cái mã này có tồn tại hay không. Đó. À, quý vị anh chị xem là cái mã ISIN này. Lên công ty email của công ty. Rồi. Đã đến một đường link. Đó. Đó, sách tìm ra thì đã trong cái dữ liệu của IC này có này, công ty Skyway System Holding nhỉ, VGG 32219094 này, BVI này, con nào cũng có anh đó. Đó. Thì chúng ta đã kiểm tra được ai đã biết được ISIN là gì. ISIN là tổ chức cung cấp mã định danh quốc tế do tổ chức chứng khoán quốc tế cấp này đó. Bây giờ đã biết được cái VGG này 32094 này là trong cái dữ liệu của ICO nhá, chứ không phải là ông Skyway ông dán lên ông lấy ở đâu, bất kỳ ông ấy đưa vào ông bảo của ông được chưa. Tính cho thấy tính pháp lý và tiêu chuẩn chứng khoán quốc tế, Skyway phát triển theo mô hình giao thông hiện đại với mô hình đường cao tốc và đường sắt cũ với chi phí rẻ và tiết kiệm, tốc độ vận hành tối đa 120 150 km/h đó trong nội thành trong thành phố và 500 km/h ngoại thành liên tỉnh. Skyway được cơ quan chức năng định giá về vốn văn bằng giải thưởng sở hữu trí tuệ chi phí từ năm 1997 tới 2013 và được niêm yết 400 tỷ cổ phiếu mệnh giá 1 đô sau khi thương mại nó trở về giá trị của nó là 1 đô. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái công ty Skyway này đã được các cái tổ chức đó, đã được ủy ban chứng khoán quốc tế và ủy ban tài chính và cơ quan chứng khoán quốc tế, các cái cơ quan chức năng ấy định giá đó, định giá là 400 tỷ đúng không? Và nó 400 tỷ đấy thì 400 tỷ được giá trị công ty là 400 tỷ đô, có nghĩa là giá trị về vốn này, về văn bằng giải thưởng sở hữu trí tuệ này, về cái ý tưởng này, có nghĩa là về cái định giá ở tương lai nó tương ứng với cái là 400 tỷ đô. Và sau khi thương mại nó trở về giá 1 đô, có nghĩa là cái cổ phiếu không bắt đầu cái công ty nó hoạt động thương mại, nó sản xuất, nó lên sàn đấy, nó có dự án đấy, thi công lắp đặt đấy, thì nó gì cái giá trị của nó sẽ là 1 đô một cổ phiếu và nó trở thành công ty lớn nhất giá trị giá bằng 400 tỷ đô.
Vậy thì giá trị sở hữu trí tuệ của tập đoàn GTI Capital sẽ có cái capital và lại đao cái tài liệu ấy. Hôm nay cái mạng sao mà xoáy rất là lâu. Rồi ok, tôi đăng nhập cái địa chỉ mail cái tài khoản tôi. Đó, đăng nhập mật khẩu này. Giấy phép của GTI trên của Ủy ban Dịch vụ Tài chính thì giấy phép đó là giấy phép gì? Đó. Thì đây, giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính đây. Thì chúng ta có thể gì? Vào Ủy ban Dịch vụ Tài chính ta tra cái mã này hoặc là dùng máy điện thoại quét cái mã QR code này xem là cái giấy phép đấy có phải là ở Ủy ban Dịch vụ Tài chính nó cấp cho cái tập đoàn ông Zirinsky này, có nghĩa là những Global Transport Investment, có nghĩa là những cái tổ hợp cái tổ chức về giao thông, về phát minh giao thông định giá rồi đó, nó chưa gọi là tập đoàn của ông, nó chưa gọi là chưa, chưa đặt tên là Skyway, chưa đặt tên giai đoạn, nó chưa đặt tên thì chúng ta có thể là gì? BVI. Đó. Copy cái BVI này ra. Vậy BVI là gì? Ta lại định nghĩa cái BVI là gì? Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVI là gì? Đây. Đây. Dịch. Về chúng tôi. Chức năng. Nhiệm vụ cốt lõi LC bảo đó. Bảo vệ tiêu dùng, bảo vệ người tiêu dùng bằng cách đảm bảo tất cả các công ty và các cá nhân được ủy quyền cung cấp dịch vụ tài chính trong và ngoài BVI đều có khả năng và tài chính vững chắc, cảnh sát chu vi các hoạt động được quy định để thúc đẩy và theo đuổi các hành động thực thi chống lại bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào vi phạm các luật dịch vụ tài chính của BVI, theo dõi phát hành, có nghĩa là cái BVI có như cái bộ tài chính ấy, bộ tài chính của một cái quần đảo Ireland thuộc Anh ấy, còn nào BVI thuộc Anh ấy, nó như là một cái bộ tài chính của họ và thuộc Vương quốc Anh, mà Vương quốc Anh là thuộc Liên minh EU châu Âu,
rất là minh bạch. Nên tại sao lại có những mọi người lại hỏi là thắc mắc tại sao đưa lên BVI, bởi vì BVI đấy nó là một để nó lên sàn chứng khoán quốc tế thì phải là cái BVI là nước Anh thì nó rất là bảo vệ các doanh nghiệp và người tiêu dùng và nó rất là minh bạch. Đây là theo dõi và phát hiện tội phạm tài chính, việc hỗ trợ truy tố tội phạm đó là duy trì niềm tin trong nước quốc tế và dịch vụ tài chính BVI góp phần vào sự tăng trưởng phát triển của mình ngành, đảm bảo môi trường phát triển phù hợp, do đó các tổ chức tài chính cung cấp các sản phẩm dịch vụ có chất lượng, lợi ích kinh tế của BVI, cải thiện sự hiểu biết và công chúng lợi ích rủi ro liên quan đến các sản phẩm tài chính đó rất là nhiều. Hãy xem xét vào tính chất quốc tế của quy định tài chính và kinh doanh tài chính, điều này bao gồm việc duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan quản lý nước ngoài, đó là BVI. Từ vậy thì chúng ta sẽ check cái mã đó, đây cái mã này 66D3F76933. Đánh lại 69, nó có tồn tại ở là của trong cái dữ liệu của BVI không, mà nó có được cấp không cho cái Global Transport Investment này không? 66D3, 66D3 F76933. F76933. Rồi. Đó, tìm trong đây. Đó. Rất thì anh chị để ý này, à, có nghĩa là đây là cái tên, cái số công ty, cái tên đấy, cái tên người ta đặt cho cái cấp cho nên như là kiểu cái số gì nhỉ, cái ký hiệu của một cái công văn đấy, đó, nó đánh cái số tên này cũng ra này, à, tên công ty và Global Transport Investment này, đó, giấy chứng chỉ, giấy chứng nhận có uy tín này, đây, và mã đây, hoàn toàn và chúng ta có thể vào cái Zalo quét cái mã QR code này, quét cái mã QR code này. Và thì nó cũng ra được cái mã này để xác minh đó. Thì cái investment này thì lại liên quan gì đến cái ông Iriski, lại phải dịch. Ôi dồi ôi, phần tài liệu tiếng Nga này tôi chịu rồi, chết rồi. À đấy rồi, tài liệu này. Đó, để loát cái tài liệu tất cả những cái một cái tài khoản chúng ta đều có những cái tài liệu và những cái câu hỏi thắc mắc nó bằng file PDF, nó bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh thì cũng là có thể chụp dịch bằng ảnh thôi, như Google chụp ảnh và dịch thôi chứ. Đó, download cái tài liệu xuống. Đó. Một trăm tám mươi bảy trang rất là dài, như là cái bản mà hợp đồng ghi nhớ của cái ủy ban dịch vụ tài chính ấy, cấp cho cái công ty Skyway này. Nó rất là nhiều những cái văn bản giấy tờ pháp lý rất là tỉ mỉ và gì và gần như là rất là chi tiết và tỉ mỉ, và họ thực hiện dự án này theo đúng cái lộ trình và đúng pháp luật quốc tế. Đó là
chúng ta hoàn toàn yên tâm với lại cái tính pháp lý của dự án Skyway này. Tôi sẽ check hết cái giấy tờ, những cái số liệu, dữ liệu liên quan đến nhau để cho cô chú anh chị hiểu một dự án tầm cỡ quốc tế, một cuộc cách mạng về giao thông vận tải, công nghệ giao thông vận tải. Người ta không thể nào người ta làm quy trình lệch đi được để phá sản một cái dự án khoa học nghiên cứu ông đã nghiên cứu hơn 40 năm nay. Có những người mà hiểu sâu vào cái doanh luật doanh nghiệp và cái cổ phiếu này và tài chính thì họ đã tìm hiểu rất là kỹ. Tất cả các giấy tờ văn bản này được đóng dấu của Ủy ban Dịch vụ Tài chính. Đây, Global Investment Inc. Đó, Global Transport Investment này, Ilusky, có nghĩa là cái tập đoàn Ilusky này, đó, có nghĩa là cái Ủy ban Dịch vụ Tài chính nó đã định giá cái dự án của cái tập đoàn của ông Ilusky này và những cái tổ chức, những cái người mà đã có cái sáng kiến phát minh và nghiên cứu ra cái dự án này là 400 tỷ 867 triệu 433 nghìn cổ phiếu đó, khi lên sàn, khi thương mại, hoặc là mệnh giá là 1 USD đó. Và phải gì in tu, có nghĩa là vào trong đó thì có 267 loại A này, nó phát hành loại bộ class A, lớp A, phần xe đấy, gọi là phần đấy, cổ phiếu là mình gọi là cổ phiếu, nhưng gọi là xe tiếng Anh, gọi là xe, phần xe, phần chia 4 tỷ 400 tỷ phần đấy chẳng hạn thế. Và đây thì và 133 phẩy tỷ 622 triệu 477 nghìn 666 lớp B cũng là 1 đô đó, khi lên sàn. Đây ghi rất rõ, đây dấu tươi của Ủy ban Dịch vụ Tài chính đây đó. Và đây là cái class A, nó đang ở lớp A đấy, lớp A, đây là cấp trực lớp, lớp A là bán nội bộ. Đó. Đây đó thì đây là cái Ủy ban Dịch vụ Tài chính nó cấp phép, nó định giá GTI này, Global Transport Investment này, của cái tập đoàn của ông Ilusity và cái nhóm người và những cái nhà nghiên cứu, những cái nhà tài trợ này, cái dự án này là 400 tỷ 600 cổ phần sử dụng. Và sao đây, nó giải thích lớp A lớp B rồi, và ở trong đây này, cái số liệu hoàn toàn trùng khớp và dấu xanh. Và đây, và trong đó này và trong cái lớp B để phát hành cho công chúng này, có nghĩa là IPO đấy. IPO thì nó có lịch sử của nó từ xưa, từ rất lâu rồi, thì nó thành luật rồi. Có nghĩa là cái công ty nào khi một cái công ty nào bắt đầu nó cũng gì huy động ra cái vốn của cộng đồng, huy động cái vốn cộng đồng, nó có thành luật, nó kêu gọi vốn cộng đồng để nó phát triển cái doanh nghiệp, và không có gì là lạ. IPO là không có gì là lạ. Thế mà chúng ta tìm hiểu cổ phiếu một chút, ví dụ như Facebook thì nó cũng mất khoảng 3 năm nó IPO. Và gì Alibaba rồi Apple đều phải giải hoàn ra là IPO hết. Và đây trong cái lớp
B này này, phát hành ra công chúng này, thì cái giai đoạn nó lại chia làm hai giai đoạn. Thì giai đoạn thứ nhất là 6 phát hành 60 tỷ 130 triệu 114.950 cổ phiếu đó, và 50% bán trước IPO, có nghĩa là bán trước trước khi IPO là đã bán rồi, và 50% giữ lại đợi IPO, đợi có nghĩa là đợi được phép IPO để bán tiếp, là để bán IPO cho được giá. Thì đây cái đấy, cái chứng chỉ đó người ta cấp đây đó, anh chị hoàn toàn có thể loát được. Thì vậy thì Ocean Drive, Skyway System Holding Limited, BVI Company Number, gọi BVI cấp cho cái công ty cái mã, cái gọi là cái số công văn đấy. Đó, và anh chị cũng một là dùng QR Zalo ấy, mình quét cái mã QR code này sẽ ra một cái đường link của BVI. Đó, và đúng vào trong cái dữ liệu BVI, hai là đánh cái mã vào AD A1DB. Lại vào đây, có vào đây hoặc là đánh vào A1DB 43C6F8, A1DB 43C6F8 rồi, và chúng ta lại gửi đi cho ta xem là cái mã này nó có tồn tại hay không. Đó, nó cấp cho đúng cái số công văn này không, nó gọi là số công văn đấy, đây số company nào, nhưng là cái số công văn chúng ta gửi đi ấy. Đó, có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2014. Đó, có thấy là cổ phiếu phát hành từ năm 2014 nó được phép này, mới được phép IPO này. Giấy chứng nhận có do cơ quan chức năng ký doanh nghiệp của ủy ban cấp trên một tính năng bảo mật bổ sung để xác minh tính xác thực của chứng chỉ do cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp. Hãy nhập ID chứng chỉ thứ nhất nằm ở phía bên phải vào hộp bên trên. Rồi đó. Thế đây, giấy chứng nhận này. Số này thì chúng ta lại quay lại 187-2233. Ok. Đó. 187-2233 công ty Skyway. Thì đây nó cũng tương ứng với gì? Tương ứng với lại đó, và cái cổ phiếu của đây là một cái giấy chứng nhận cổ phiếu, có nghĩa là như cái giấy chứng nhận chúng ta đã góp cổ phần ở đây, như là cái bìa đỏ này, không hiểu nôm na như cái bìa đỏ miếng đất ấy, và nó ở trong cái giai đoạn này, trong ở trong cái số này, và đây nó ở cái đoạn mà 60 tỷ, nó nằm trong con số 60 tỷ IPO phát hành ra đó, và đây cái số của nó 187-2233 đây, có nghĩa là số công văn nó nằm ở trong số này, và đây ở cái đợt 60 tỷ 130 triệu 114.950 cổ phiếu, và mệnh giá là mỗi cổ giá 1 đô, trong cái đó này tên này, đó tên số cổ phiếu này, số cổ phiếu này đó, từ cổ phiếu từ này, cái này đứng cái này, có nghĩa là 276 267 1955, có nghĩa là gì, có nghĩa là cái lượng cổ phiếu đấy từ cái giai đoạn từ 14 tỷ này, lên này, thì chúng ta lấy cái 14 tỷ 955 này trừ đi 14 tỷ 953 thì nó ra được cái gì, 1 triệu 500 đó, 1 triệu 500 cái đoạn đó. Ngày tháng đó. Chữ ký của ngài chủ tịch Uriski, chữ ký tươi nhé. Chúng ta rồi ai cũng nhận được một cái tờ này về tận nhà. Vâng, có thể đấy, thì giải thích xong cái lớp 1, có nghĩa là đây là cái định giá, cái giấy phép GIT là cái định giá, và bắt đầu cái đây là cái giấy phép tiếp là cho IPO, bắt đầu ra IPO phát hành cho công chúng đó, có ngày tháng, ngày tháng đó, ngày tháng này. Tháng 7 2014, và gì, và tiếp theo là cái lớp là cái giai đoạn của chúng ta bây giờ là năm 2018 này, là cái giai đoạn tiếp, là nó phát hành tiếp trong cái 133 tỷ này, giai đoạn 1 là 60 tỷ này, giai đoạn 2 là 73 tỷ này, và gì, chúng ta đang ở cái giai đoạn 2. Thì giai đoạn 1 thì chúng ta nó gọi là cái dự án nó chưa hình thành, nó chưa thể nào mà nó vẫn được nhiều cái, nó vẫn ở trên giấy, nó chỉ trên bản đồ thôi. Ví dụ nhá, ví dụ, và tí nữa tôi sau cái ví dụ tại sao kể cả cái khu mà cái khu công viên đấy, công viên trình diễn đấy để chạy thử đây này, khu này
nó cũng là chỉ là trên giấy thôi, trên bản đồ, và trong cái tài liệu nó cũng có được cấp phép, cũng có ghi cả cái tọa độ ở trên đấy, đã định vị ở vị trí nó là chỗ nào, bao nhiêu hectare là ghi rõ, và nó là trên giấy. Nhưng bây giờ thực tế nó đã thì triển dự án nó đã triển khai, đã thành hình rồi, thì mình chúng ta đang mua ở cái giai đoạn là nó thành hình rồi, còn đây cái giai đoạn phát cây đó, ở xây công viên này đó, thì bao giờ nó cũng đắt đúng không? Bởi vì mình đầu tư mạo hiểm, đầu tiên chưa thấy gì thì bao giờ nó là mạo hiểm nhất, thì nó phải là gì, rẻ nhất, lợi nhuận cao nhất. Như là chúng ta thành hình rồi thì nó an toàn hơn rồi, dự án nó thực thi rồi, và do hợp đồng các thứ các quốc gia có thì nó phải gì, bán đắt hơn để nó sát đến con số thương mại. Vậy thế đánh bắt cá thì xa bờ thì càng người cá to và càng được nhiều, chứ đánh bắt cá gần bờ thì tầm nhìn ít thì làm sao mà có mà được lợi nhuận lớn được. Vậy thì cái giấy phép thứ hai, giai đoạn 2 phát hành 73 tỷ, chúng ta đang giai đoạn 2 2018 này, thì nó lại được một cái giấy phép nữa đó, 1931 đó, số công văn đó, mã công ty đó. Và gì, cũng ta làm tương tự, chúng ta cũng quét cái mã QR code và copy cái mã này vào. À, bắt đầu 26 này, 13 tháng đây, ở December này, ai nơi mà tháng 11 2016 này. Đây, còn cái giai đoạn đầu tiên này là 30 này, tháng 3 2015 này. Vậy nó bán giai đoạn trước là 60 tỷ đấy, trong đó lại bán trước IPO là gì, 50% rồi, là đó, 50% là 30 tỷ đó, và còn 3 50 30 tỷ nữa, khoảng 30 tỷ nữa thì nó bán, thì bắt đầu từ 30 tháng 3 này, 2015 này, hơn một năm này, hơn một năm là đến, bắt đầu đến tháng 6 này, à đến tháng 10 2016 này, đó nó mới hết. Vậy hơn một năm chưa ạ? 26 hết, vậy ta cóp này vào, tập lại vào. Ok này. Xong rồi. Xem có đúng cái số này gửi đi này. AD1BBC6F8 này. AD1BBC C chụp P này. Đó. 9C này. Đấy nhỉ. Đó đúng rồi, 40F không 9C. Ok. C ta gửi đi này. Gửi nhá, gửi đi, tôi hoàn toàn là trên mạng nhé, trên dữ liệu nhé. Đó thì chúng ta để ý này, cái số công ty này, đó cái số công văn ấy, như số công văn đấy, 1931 5 15996 này, hoàn toàn 1931 596 này đó, của Ủy ban Dịch vụ Tài chính và công ty gì, Uruguay là giấy chứng nhận bản gốc à, đó vậy thì chúng ta hoàn toàn là có cái ủy ban dự tài chính hoàn toàn là được cấp phép, và cái giai đoạn này là cấp phép chúng ta, và còn và rất là do rất đây, và phần tài liệu đây cũng vậy, phần tài liệu đây hoàn toàn là chữ ghi tươi hết rồi, cái hợp đồng ghi nhớ giữa Ủy ban Dịch vụ Tài chính nhé, và công ty Skyway. Tài liệu này tôi xong đây, và đây nó liên quan gì đến cái này của chúng ta, giấy chứng nhận của chúng ta. Vậy thì cái chứng nhận này của chúng ta đang ở gì, giai đoạn sau đây, có người được cấp từ 12 tháng mấy đến 2018 này, đó nó đang ở cái giai đoạn số này, số này. Zoom nó lên, zoom nhé, nó rõ. 1931519316 này, à, maximum này, gồm là trong cái giai đoạn 73 tỷ này, 492.362.716 này, cổ phiếu with a par volume of USD 1 USD, được chưa?
single class. Đó. Thì đây thì chúng ta đang ở cái giai đoạn này. Chúng ta đang ở cái giai đoạn này, 193 1596, ok chưa? Đó, hoàn toàn là 13/6/2016 này. Đó, vậy là chúng ta chưa hết. Đang là 2018. Rồi dự kiến khoảng 10 năm giai đoạn đó, thì bây giờ đang ở giai đoạn 12 và càng ngày giai đoạn sau càng đắt. Như giai đoạn 13, 14 bây giờ là cái giai đoạn gọi là cũng phát hành bán cho doanh nghiệp ở nước ngoài, nhưng mà cái doanh nghiệp đấy được khống chế chứ không phải là doanh nghiệp nào cũng mua được tất cả cái giai đoạn đấy. Thì cái phần top mình chữ ký tươi Yuriski Club rất nhiều văn bằng giải thưởng đúng không? Dấu. Đây là bản toàn cái bản người ta scan lên nhé, người ta scan nhé. Chứ không phải là bản photocopy, hoàn toàn dấu tươi và chữ ký tươi. Thì trong đây cũng lưu lại của cái ủy ban dịch vụ tài chính này, họ họ cấp cái chính, họ cấp cái giấy phép và họ cũng lưu lại scan trên đây là hoàn toàn trùng hợp với cái thông tin mà cái giấy chứng nhận cổ phiếu của chúng ta được đang sở hữu. Rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ. Và khi chúng ta đã thanh toán xong cái thanh toán xong cái hợp đồng mua cổ phiếu công ty ấy, thì họ sẽ có cái bản hợp đồng cứng, họ bản hợp cứng họ mục đích họ in ra, họ lưu giữ trong cái kho, lưu giữ kho không phải lưu giữ điện tử, mỗi như điện tử không ạ, để trên bàn đấy. Thì gọi là tránh, để tránh các trường hợp là gì, cái trang nhà phân phối là cái trên mạng các thứ dữ liệu nó có vấn đề gì thì họ chúng ta vẫn có cái bản cứng, chúng ta loát xuống là công ty có cái bản cứng để đối chiếu, nó phải cứng đấy. Và họ sẽ gửi, họ scan và gửi trong vào trong cái tài khoản chúng ta đây 60 tỷ đây đó, Ủy ban Dịch vụ Tài chính này, Brian Vigin Elon này, chữ ký của chắc ông này ông tương đương thứ trưởng bộ trưởng gì đấy, 2015 này, nó ghi rất rõ này, cái chi tiết này rất là quan trọng, đúng không ạ? Tiền tài chính thì không thể nói bằng bằng cảm tính được, phải nói bằng con số và văn bằng chứng chỉ pháp lý, phải nói bằng con số và rõ ràng, minh bạch. Nó không thể là hứa hẹn được, nó phải được cấp phép. Tại sao zoom nhỏ lắm? Đó. Ví dụ đó, từng giai đoạn và cái giai đoạn trước cũng có. Đó. Thì cái giai đoạn 60 này là giai đoạn đầu đây, 187 đây, 2233 đây, 187 233 đây, đây ạ. 187233 đây thì nó gì, nó từ cái giai đoạn đầu đó, cái số này, số của nó giấy, cái gọi là số công văn đấy, 187233 đây cũng 60 tỷ đấy. Đó, rất mọi cái giấy tờ rất là trùng nhau, trùng hợp, và lát nữa nó còn có cái bản hợp đồng sâu nữa, cái bản hợp đồng cá nhân khi có cái giấy chứng nhận này phải có cái bản hợp đồng đi kèm, nó như là chúng ta mua một miếng đất nó phải có hợp đồng mua bán đó, công chứng vào đấy, ký vào đấy, và đây nó mới ra được cái tờ giấy này, có nghĩa là ra được cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cái sổ đỏ chúng ta. Thì đây chúng ta thay vì cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nó là gì, giấy chứng nhận dụng cổ phần, các bạn hiểu nôm na như thế đó. Ở đây rất là cái hợp đồng, đây gọi là bản hợp đồng ghi nhớ đấy của
Đó là các cái lưu giấy tờ, lưu trữ và giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính của công ty. Và đây. Và sao nữa? Thì tổng bán trước IPO có nghĩa là sao? Tổng bán trước IPO này, bán trước IPO ấy, là một 50% của cái gì? Của cái 133 này. Đấy. Và họ thực tế thì họ chỉ có bán ra gì? Ra ngoài công chúng chỉ được một 50% của 133 thôi. Đó, và chúng ta đang ở cái giai đoạn 12. Cái giai đoạn 2018 đấy, giai đoạn thương mại thì người ta gọi là gần là giai đoạn cuối rồi. Nó đắt hơn là đúng đấy. Giai đoạn 10 thì tôi mua ra được 1.000 thì được 85.000 cổ phiếu, thưởng 1.000, 10.000 khi thanh toán xong. Nhưng mà ngày hôm sau rồi tôi mua 1.000 tôi chỉ được 40.000 cổ phiếu thôi. Bởi vì nó sang giai đoạn 12 luôn, giai đoạn 11 thì hôm đấy được một cái tổ chức, một cái sự kiện ở Australia thì có một những cái quốc tiểu quốc Ả Rập Xê Út, những doanh nghiệp và những người dân hoặc chính phủ nên người ta xin, người ta mua hết cái giai đoạn 11 đã đặt trước rồi. Đặt trước. Đó, trong đây rất nhiều cái văn bằng chứng chỉ của ông ấy. Và đây, đây tôi sâu lên một cái hợp đồng. Một cái hợp đồng. Thực sự là tôi cũng chưa được cái hợp đồng thì tôi mới cũng mới mua nha anh chị, nhưng mà tôi lại được xem nhìn thấy, ví dụ này đó, đây là những giấy tờ chụp trước này. Đây là khách hàng chuyển tiền luôn gói 2.000 đô đồng nhỉ. À, có rất chi tiết order đây, ok. À, ví dụ này, chị này là gì, bắt đầu ngày mùng 7 tháng 5 2018 này là thanh toán xong đúng không ạ, 7 tháng 5 2018 này nó số này, số đơn ngày bắt đầu, ngày ghi ngày là mua này, ngày bắt đầu mua này là đó. Từ cái số nào đến số nào, từ cái số cổ phiếu 51 tỷ này đó, vậy thì cái giai đoạn này chúng ta là còn 73 tỷ mà đến 51 tỷ mà kết thúc từ đây rồi, từ ngày mình mua từ ngày mùng 3 tháng 10 rồi, vậy thì còn bao nhiêu tỷ ạ, 51 tỷ. Đó, đến người ta mua đến cái ngày cái số của người ta đấy mà từ tháng 10 mà 51 tỷ, mà trong cái giai đoạn 73 tỷ thì gọi còn bao nhiêu ạ? Còn khoảng 22 tỷ. 22 tỷ đấy mà bán từ cái đợt mùng 3 tháng 10 này. Vậy thì bây giờ chúng ta hỏi còn bao nhiêu? Còn rất là ít tỷ, dưới 10 tỷ, nhưng con số cụ thể là tôi chịu. Đó. Và tên và đây cái số cổ phiếu này 10.400 10 triệu 10.400 cổ phiếu. Và name Đỗ Thị Tuyết Lan này. Đó, địa chỉ rõ ràng. Đó. Số 1 cách 2 105 Núi Trúc Kim Mã Ba Đình Hà Nội Việt Nam, rất là gần nhà tôi. Và President Sagagoi Campanet Grab là chủ tịch đấy, ký tươi nhé, và là ký tươi mờ mèo này. Đó, các anh chị thì về sau thì cũng được nhận thì cái giấy này, cái hợp đồng này. Và đây nó rất rõ bằng tiếng Anh, nó 10.400 này, của chị Lan này đúng không? Ai xin này, quốc tế cấp này, đó. Xe này, à 10.400 của chị trong cái lớp A, đó, lớp A của trong cái đợt, đợt. Và đây gì? Họ ghi rất rõ này, khách hàng Vinh, đó. Một USD này. À, tôi chỉ nhớ chi tiết tiền này. Tôi cứ dựa cái tiền là tôi nói là nhanh, dễ. Ồ.
ở đây Đỗ Thị Tuyết Lan này, được chưa? Lúc nãy này Đỗ Thị Tuyết Lan ở cái bên dự bên trên này này, lúc nãy này nhưng mà có ông số Ilski ông ký ấy. Đỗ Thị Tuyết Lan citizen ở Việt Nam này, with passport number này, số chứng minh nhân dân này, đó, is by cap on ngày sinh này, email mình, được chưa? Ok chưa? Đó, rất là rõ chi tiết đấy, không không không, không phải không có hợp đồng nhé, hoàn toàn có hợp đồng ký tươi nhé, đó. Ký tươi của ngài chủ tịch nhé. Hôm nay tôi lại không chụp được cái giấy chứng nhận của chị, tôi lại quên được không chụp. Vậy thì đấy là tính kê pháp lý của các cái giấy tờ văn bản mà nó liên quan đến nhau, và chúng ta cách kiểm tra được một cái những cái mã số, những cái mã số mã, kể cả mã QR code hoặc những cái mã vạch, mã số cấp ngày tháng ngày giai đoạn mình đang ở giai đoạn nào, tại sao mà mình chúng ta phải sở hữu ngay cái cổ phần này càng sớm càng tốt, bởi cái giai đoạn càng cuối các dự án nó đã hình thành và các quốc gia nào họ cũng muốn thúc đẩy nhanh để họ giải quyết cái gì, cái vấn nạn về giao thông trên toàn cầu, không phải mỗi quốc gia nào cũng muốn ký được cái hợp đồng đấy để thực hiện nó càng sớm tốt, bởi vì cái chi phí cho cái giao thông vận tải, cái vấn nạn của nó là vô cùng là nan giải. Giờ hiện tại giờ có những cái đường sắt, ví dụ như là nào phải trăm năm này, là hậu quá này. Kỷ 21 này đi lên vũ trụ, thứ là đã chuẩn bị lên vũ trụ rồi, ở là dùng đường sắt đấy. Ví dụ như Hà Nội mình thì trước tôi nghe cái buổi webinar mà của lãnh đạo tập đoàn nói chuyện với lại các cái nhà đầu tư Việt Nam ấy, thì nó có cái đường link tôi gửi ấy, vào nhóm ấy, thì là họ cũng nói rất rõ đã làm việc với phía chính phủ Việt Nam, và tới đây sẽ cái trang web của họ sẽ có tiếng Việt Nam. Trung Quốc họ sẽ có tiếng Việt Nam. Dân hiểu ở đây là chỉ có trang tổng hợp thông tin. Và đây, cái nước ngoài họ sở hữu rất là nhiều. Và tại sao cổ phiếu bắt đầu đây là của đây là Apple, mã cổ phiếu Apple khi IPO à? Một bảy sáu sáu đó, khi IPO cả cổ phiếu bắt đầu từ 0,06 cái đây trên một cổ phiếu, có giá này cho đến 24, đôi khi một số vụ nâng cấp 3 và sau đó một nữa lại của năm, và Apple ra mắt trình duyệt, Apple ra mắt hiện án tại 171 đó là cổ phiếu. Thì giá trị của cổ phiếu chính là một cái giá trị của một tập đoàn, ghi danh cổ tức này. Đây nhân thì mới cái thương vụ đình đám này, thì có một cái thương vụ này là của cái Snapchat này, rất là nổi tiếng này. Một trường Hoa Kỳ đã kiếm được 24 triệu đô la trong đợt IPO của chủ sở hữu của Snapchat sau khi đầu tư 15.000 đô la. Các quý vị tưởng tượng 24 triệu đô la mà đầu tư 15.000. Nào, các vị có sẵn sàng đầu tư không? Nếu mà đã nhìn thấy cơ hội có không? Quan trọng chúng ta có đủ tìm hiểu, có chịu tìm hiểu không? Đó, về đó những cái thương vụ này vẫn có mà. Đó, nó rất là bình thường. Hiểu qua là tại sao mọi người cứ hỏi là cái cơ hội là tốt như thế mà sao lại tôi lại đến với tôi, món quà rất là ngỡ ngàng, nhưng không vấn đề cả, bởi vì cái trong cái trang của ngài Yuki thì có cái chi tiết là ngài đã nói gì, muốn là cho rất là nhiều công chúng được sở hữu một phần công ty, được cổ phiếu ở đấy từ 50 đô giờ trở lên là họ cũng có thể là mua cổ phiếu và cũng có thể góp phần công ty được để xây dựng công ty đó. Thì đó là cái mà cái quy định cái huy động vốn cộng đồng, tại sao 30% huy động vốn cộng đồng ở đấy, mà không tại sao lại không bán cho một cái doanh nghiệp, nó vài doanh nghiệp mỗi ông làm tỷ nó nhanh đó. Nếu mà mỗi doanh nghiệp mỗi ông làm tỷ như thế thì người ta lại gom hết cái cổ phiếu của công ty đấy, thì người ta sẽ rất là liên quan đến vấn đề điều hành các thứ về sau, người ta không 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 làm những việc đấy. Doanh nghiệp
Trường San Francisco bang California đã kiếm được 24 triệu đô la nhờ vào khoản đầu tư Snapchat mà vào ngày 24 tháng 12. Vào ngày 24 tháng 12. 24 tháng 12 này. Các khoản Slab vào ngày 2 tháng 3 trở thành công khai đặt cổ phần của nó lên sở chứng khoán New York. Điều này được viết bởi qua ta. Hội đồng nhà trường của người được ủy thác cho rằng năm 2012 đầu tư vào dịch vụ Snapchat có 15.000 đô, sự tăng của năng khá sáng lập. Rất là nhiều rồi, Bill Gates. Và vậy thì có lẽ là cái video này thì sẽ giải thích rất rõ cái tính pháp lý và các cái giấy tờ văn bản liên quan và những cái cơ quan cấp phép và những cái cơ quan nào có quyền năng như nào, cái chức năng nhiệm vụ như nào thì tôi cũng đã giải thích rồi, và nó hoàn toàn những cái số liệu tôi đã kiểm tra nó hoàn toàn trùng khớp, và nó ở cái dữ liệu ở trong cái kho dữ liệu của cái bên cấp, chứ không phải là ông Skyway ông tự dựng lên. Mọi thứ là trùng khớp và mọi thứ văn bản hệ thống pháp luật là đều được cấp phép hết. Vậy thì cái dự án tới đây thì cũng bảo 5 năm hồi xưa thì không biết là nó thành hay không, kể cả là nghiên cứu 40 năm rồi, thậm chí dự án rất là đẹp nhưng mà nó vẫn là gì, trên giấy. Vậy trên nếu mà nó là trên giấy thì có thể thành công và có thể không, mà có thể rất lâu, nhưng bây giờ là thực tế thì cái dự án nó triển khai rất là nhiều rồi, thì có là ở những cái video sau, ví dụ đây là văn phòng nhiều cái tin. Vậy tôi cũng làm muộn rồi, xin là kết thúc cái video ở đây, kết thúc cái video ở đây là để có cái video sau thì hướng dẫn rất là nhiều những cái thủ tục nữa, ví dụ như là cái thao tác nạp tiền, chuyển tiền, mở tài khoản rồi thì rất còn nhiều chi tiết. Tôi sẽ chào anh chị, tôi sẽ gặp lại anh chị ở video sau. Tạm biệt, chúc ngủ ngon. À, tối.